sẽ đi đường rẽ. Rồi với lại mình thấy một số người họ vô họ họ cũng phải gỡ cái đồng hồ ra rửa tay rửa chân, thì chắc là cái đạo này á nó cũng tôn sùng mọi người là như nhau. Rồi mình thấy họ có cái giờ để cầu nguyện cho mỗi ngày, thì mỗi một ngày là các bạn sẽ có một cái giờ cố định. Hồi nãy mình thấy rất là đúng giờ, ví dụ như ghi là 1 giờ 8 phút thì 1 giờ 8 phút vẫn đúng 1 giờ 8 phút đó thì họ sẽ bắt đầu cầu nguyện. Rất là linh thiêng các bạn. Everybody is very sky and very concentrated in the rain for everything. A lot of people come. I tried to make a video about the... Yeah, I tried it. Okay. Yeah. Em vậy em thấy thấy nhiều hơn. Em rửa tay chân. Thì ở đây họ cũng có cái thùng giống như cái thùng công quả ở Việt Nam vậy đó bạn. Thì các bạn cứ xem thử. Như thế nào. Tại mình đây là một tôn giáo mà có rất rất nhiều người theo, thì họ có rất nhiều cái linh thiêng các bạn.